ベトナム語「短文ペラペラ特訓」皆さんこんにちはベトナム語独学サポーターのトニー・ダンディですベトナム語翻訳練習用の短文を10個セットで30文を用意しています声に出して練習してみてください1巡目です大学入学をきっかけに私は一人暮らしを始めました Nhờ vào đại học mà tôi bắt đầu sống một mình. Nhờ vào đại học mà tôi bắt đầu sống một mình. Nhờ vào đại học mà tôi bắt đầu sống một mình. 入院をきっかけに、私は酒をすっかりやめました。Từ dạo nhập viện, tôi đã bỏ hẳn rượu. Từ dạo nhập viện, tôi đã bỏ hẳn rượu. Từ dạo nhập viện, tôi đã bỏ hẳn rượu.

cô ấy nhân dịp tốt nghiệp đã cắt tóc. cô ấy nhân dịp tốt nghiệp đã cắt tóc. cô ấy nhân dịp tốt nghiệp đã cắt tóc. anh ấy từ khi đi làm đã thay đổi lối sống. anh ấy từ khi đi làm đã thay đổi lối sống. anh ấy từ khi đi làm đã thay đổi lối sống. 若い頃の留学をきっかけにその国に20年間暮らすことになりました。Tôi đã sống ở đất nước đó 20 năm, bắt đầu từ dịp du học hồi trẻ. Tôi đã sống ở đất nước đó 20 năm, bắt đầu từ dịp du học hồi trẻ. Tôi đã sống ở đất nước đó 20 năm, bắt đầu từ dịp du học hồi trẻ.

nhờ đi du học mà tôi suy nghĩ về văn hóa nước mình nhờ đi du học mà tôi suy nghĩ về văn hóa nước mình nhờ đi du học mà tôi suy nghĩ về văn hóa nước mình từ dịp du học tôi đã bắt đầu suy nghĩ nhiều điều về đất nước mình từ dịp du học, tôi đã bắt đầu suy nghĩ nhiều điều về đất nước mình. Từ dịp du học, tôi đã bắt đầu suy nghĩ nhiều điều về đất nước mình. Từ một dịp xem bộ phim nọ, tôi đã bắt đầu muốn trở thành một diễn viên. Từ một dịp xem bộ phim nọ, tôi đã bắt đầu muốn trở thành một diễn viên. Từ một dịp xem bộ phim nọ, tôi đã bắt đầu muốn trở thành một diễn viên. Nhờ vào đại học mà tôi bắt đầu sống một mình. Nhờ vào đại học mà tôi bắt đầu sống một mình. Nhờ vào đại học mà tôi bắt đầu sống một mình. 入院をきっかけに私は酒をすっかりやめました ện, 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 旅行をきっかけにして健さんと親しくなりました。 Từ chuyến đi du lịch thì tôi đã bắt đầu thân với anh Ken. Từ chuyến đi du lịch thì tôi đã bắt đầu thân với anh Ken. Từ chuyến đi du lịch thì tôi đã bắt đầu thân với anh Ken. Cô ấy nhân dịp tốt nghiệp đã cắt tóc. Cô ấy nhân dịp tốt nghiệp đã cắt tóc. Cô ấy nhân dịp tốt nghiệp đã cắt tóc. 彼は就職をきっかけに生活を変えました若い頃の留学をきっかけにその国に20年間暮らすことになりました。 Tôi đã sống ở đất nước đó 20 năm, bắt đầu từ dịp du học hồi trẻ. Tôi đã sống ở đất nước đó 20 năm, bắt đầu từ dịp du học hồi trẻ. Tôi đã sống ở đất nước đó 20 năm, bắt đầu từ dịp du học hồi trẻ. Từ một bài đăng thì phong trào làm đẹp thành phố đã diễn ra. Từ một bài đăng thì phong trào làm đẹp thành phố đã diễn ra. Từ một bài đăng thì phong trào làm đẹp thành phố đã diễn ra. Nhờ đi du học mà tôi suy nghĩ về văn hóa nước mình. Nhờ đi du học mà tôi suy nghĩ về văn hóa nước mình. Nhờ đi du học mà tôi suy nghĩ về văn hóa nước mình. Từ dịp du học để việc, tôi đã bắt đầu suy nghĩ nhiều điều về đất nước mình. Từ dịp du học tôi đã bắt đầu suy nghĩ nhiều điều về đất nước mình. Từ dịp du học tôi đã bắt đầu suy nghĩ nhiều điều về đất nước mình. ある映画を見たことがきっかけで俳優になりたいと思うようになりました ọ, 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 3巡目です。 大学入学をきっかけに、私は一人暮らしを始めました入院をきっかけに、私は酒をすっかりやめました。 Từ vào nhập viện, tôi đã bỏ hẳn rượu. Từ vào nhập viện, tôi đã bỏ hẳn rượu. Từ vào nhập viện, tôi đã bỏ hẳn rượu. 旅行をきっかけにして健さんと親しくなりました。Từ chuyến đi du lịch thì tôi đã bắt đầu thân với anh Ken. Từ chuyến đi du lịch thì tôi đã bắt đầu thân với anh Ken. Từ chuyến đi du lịch thì tôi đã bắt đầu thân với anh Ken. Mình, Cô ấy nhân dịp tốt nghiệp đã cắt tóc. Cô ấy nhân dịp tốt nghiệp đã cắt tóc. Cô ấy nhân dịp tốt nghiệp đã cắt tóc. Anh ấy từ khi đi làm đã thay đổi lối sống. Anh ấy từ khi đi làm đã thay đổi lối sống. Anh ấy từ khi đi làm đã thay đổi lối sống. Tôi đã sống ở đất nước đó 20 năm, bắt đầu từ dịp du học hồi trẻ. Tôi đã sống ở đất nước đó 20 năm, bắt đầu từ dịp du học hồi trẻ. Tôi đã sống ở đất nước đó 20 năm, bắt đầu từ dịp du học hồi trẻ. Từ một bài đăng thì phong trào làm đẹp thành phố đã diễn ra. Từ một bài đăng thì phong trào làm đẹp thành phố đã diễn ra. Từ một bài đăng thì phong trào làm đẹp thành phố đã diễn ra. Nhờ đi du học mà tôi suy nghĩ về văn hóa nước mình. Nhờ đi du học mà tôi suy nghĩ về văn hóa nước mình. Nhờ đi du học mà tôi suy nghĩ về văn hóa nước mình. 留学をきっかけに自分の国についていろいろ考えるようになりましたある映画を見たことがきっかけで俳優になりたいと思うようになりました。 từ một dịp xem bộ phim nọ tôi đã bắt đầu muốn trở thành một diễn viên từ một dịp xem bộ phim nọ tôi đã bắt đầu muốn trở thành một diễn viên từ một dịp xem bộ phim nọ tôi đã bắt đầu muốn trở thành một diễn viên 本番組はトニーダンディがお送りしました。